Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta lại học một bài mới là ngày tháng. Bài này sẽ giúp bạn biết được cách đọc nội dung trong tờ lịch đó. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Tháng 12. Bạn ơi, bạn có biết được một năm có bao nhiêu tháng không vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một năm thì có 12 tháng. Bây giờ, ta vào chi tiết từng tháng nhé. Trên lịch có ghi các thứ từ thứ hai đến chủ nhật. Chỗ này sẽ chỉ tháng. Mình sẽ khoanh tròn vào ngày này. Vì thế, ngày này là ngày 20, thứ năm của tháng 11. Tháng 11 này bắt đầu từ ngày 1 và kết thúc vào ngày nào vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vì thế, tháng 11 người ta sẽ nói rằng đây là tháng có 30 ngày nhé bạn. Mình sẽ qua tháng khác nhé bạn. Mình sẽ chọn tháng 12. Mình sẽ khoanh vào ngày này. Bạn hãy hoàn thành bài tập nhỏ này giúp mình đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học hôm sau nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.